Rồi, Trung xin chào cô chú, anh chị, các bạn đến với kênh QT Studio của Trung, kênh chuyên gia giao lưu những cây mai rẻ nhất thị trường, gốc đẹp. Bữa nay Trung sẽ tiếp tục làm những cái lô mai dưới cái giá 400, dạo Thủ Đức 9-12 cánh mặt. 400 là chưa có tiền ship ha. Tiền ship bên Trung thì Trung đã làm số lượng nhiều nên cũng được giảm 50%, thì anh em mình gửi một cây đi toàn quốc luôn là chỉ 70.000 thôi, và hai cây chỉ có 80, 4 cây chỉ có 120. Đó thì nói chung là rất rẻ, thì ship là rất rẻ ha. Thì bây giờ trước mặt của các bạn là bữa nay là ngày Chủ nhật, thì Trung cũng chúc tất cả cô chú anh chị em luôn được vui vẻ bên gia đình nhân ngày cuối tuần ha. Thì bây giờ trước mặt của bạn là cái cây V61 ha. V61 thì cái gốc này thì nói chung là nhỏ thôi bạn, nhưng nó rất lạ và hoàn toàn nó không lỗi ha. Đây, ở trên mặt nó đây đây để mà thấy. Nó hơi xấu chút xíu thôi chứ hoàn toàn không có lỗ không gì bạn. Không lỗ không gì ha. Gốc ở dưới đây hình như còn xù dưới đây nữa, ở dưới đây còn hình xù dưới đây. Thì cái con này thì Trung không có môi lên, để cho nó nằm luôn trên mặt chậu đi, nói chung cũng đẹp à. Mình môi nó lên nó hở quá thì nó cũng khó chăm sóc, mình để cho nó bằng bằng vậy thì y như một con rắn quạnh, thì nói chung cũng nhìn cũng tương đối ok. Thì những cây này thì đã chơi Tết và đã bán Tết rồi bà, thì bấm cành ghép lại, xin lỗi, bấm cành cho nó ra đọt lại để chuẩn bị cho năm 2021 này. Thì cái lô này thì đa số là những cái mai của Trung thì nó ná nhau một kiểu dáng mà nó ná nhau, tại Trung cũng nhập cùng một chỗ uy tín, không dám nhập cho lạ là lý do tại vậy ha. Trung hiện giờ đang ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, chỗ ở của Trung hiện tại, và cái giờ chậu mai Trung này đại ngay cho này luôn. Rồi Trung sẽ đo thông số cây này ha. Cây này thì Trung sẽ đo luôn cọng kẽm, mà tại cọng kẽm này Trung mới quấn vô, mình phải dựng là bạn. Cái cọng hoành này thì đo luôn cọng kẽm này chỉ được 9,05 thôi bạn, chưa được 10 ha. 9,05 chưa được 10. Còn cái chiều cao nó thì được 38 ha. Nói chung là cành tàn uột rắc cũng rất ok bạn. 38 là Trung chỉ đo tới ngay chỗ cái đọt ha bạn. Còn cái lá mình không tính ha. Mình đo mình phải tính trừ ra lá ra. Đó thì cây này bạn thấy tàn cành thì cũng rất tròn. Đọt non thì đang ra, cây này thì anh em mình chăm sóc chừng khoảng 10 bữa nữa thôi là cái đọt này nó sẽ bung ra dài ra, nó bự ra. Đọt non ở trên thì đang ra, đã đứng đọt thì nó ra lá thì rất bự. Cái mai của Trung thì các bạn yên tâm, bông Trung dám bảo đảm các bạn, bông rất bự luôn. Anh em nào đi chơi mai của Trung rồi, năm rồi thì anh em sẽ biết, Trung không cần quảng cáo nữa ha. Thì đây cái là bạn thấy dàn lá là bạn biết rồi. Còn chăm sóc mai thì cũng bình thường, đơn giản thôi. Một tháng của Trung cũng làm cái clip chia sẻ chăm sóc 2 lần. Thì anh em mình nói chung là anh em mình đừng có quá chú trọng vào vấn đề phân bón là được rồi. Đó chứ anh em mình đừng có thấy cái cô nhà hàng xóm trồng cái mai tốt quá, mai mình xấu quá, mình gì mình cứ tán phân vô là các bạn vô tình các bạn đã làm cái mai bạn nó càng xấu thêm. Cây mai yếu thì các bạn phải cho phân ít lại, ăn dụ như dạng người bệnh mà. Còn cái mai mà nó khỏe mạnh thì mình có thể cho ăn nhiều, hoặc cây mai là nó nhiều lá mình có thể tưới nước nhiều, nhưng cái mai nó ít lá thì mình tưới càng ít tưới lại. Đó là nguyên tắc của cây mai ha. Muốn trồng cây mai tốt, cây mai sung thì mình phải hiểu được cái bản chất của nó thì mình mới làm được cây mai nó tốt, nó sung. Rồi cây này trước mặt các bạn là cây V61 ha, dưới giá là 400.000 một cây, chưa có tiền ship ha. Nói chung bữa nay Trung làm những có gốc đẹp, gốc xấu, gốc tùm lum tà la hết, gốc lỗ gốc cũng có luôn. Đó, rồi thì các bạn cứ chọn được gốc nào anh em mình cứ chọn ha. Còn cây này là cái cây có cái lỗ chà bá trên đầu. Cái lỗ này thì người ta đã bôi keo rồi chứ không phải là Trung nha. Ở dưới đây thì dàn đế nó thì còn rất đẹp, bạn thấy dàn đế dưới nè. Đó, còn rất nhiều dưới ha. Đó, còn dàn đế nè, y như cái người đang ngồi vậy đó. Đó, nhìn ra dàn đế còn rất ok luôn. Đó. Thì nói chung là nhìn cái mai này thì cái lỗ trên này nó đang kéo đỏ mà, bạn thấy nó đang kéo đỏ, đọt non đang ra rất nhiều đây. Thì cái, thấy nó vậy thôi chứ không ảnh hưởng gì bạn, nó sẽ ok ha. Nói chung là nó sẽ phục hồi lại bít cái lỗ là mình nhìn cái mai nó rất đẹp. Đó. Ở dưới đây thì còn rễ dưới đây nhiều lắm này, Trung không moi lên. Còn cái mai của Trung thì các bạn yên tâm ha, bộ đế nè, ôi dạ nó cứng quá, nó bộ đế bộ rễ của Trung bạn cứ yên tâm ha. Đó thì nó rất mạnh mà. Bộ đế nó rất vàng, rất mướt, rất mạnh luôn. Thì Trung gửi đi, Trung cũng sẽ gửi anh em y vậy nha. Trung gửi y vậy là Trung cho anh em đi một mớ giá thải theo. Anh em về cứ bỏ vô lót một mớ giá thải vô chậu rồi bỏ vô vậy thôi. Cây này thì Trung tại nó nóng nhau đại, Trung không có sóc lên nó đứt hết một nửa. Tại nửa dưới nó chưa có rễ nhiều bạn, thì nó sẽ đứt hết nửa. Nhưng các bạn cứ yên tâm, cái bộ đế trên nó khỏe mạnh vậy là các bạn chăm sóc rất dễ. Cây này thì hoành được 14 năm Trung đo luôn cũng kém mà. Rồi chiều cao của em nó thì được 37 ha. Rồi cây này là cây V62 ha. Đây. Sao V62. Anh em thấy không? Dàn lá thì tôi nói chung là lá là toàn là lá khủng mà, lá khủng không chứ không phải là lá bình thường. Đó thì đọt non đang ra đây, anh em cứ cho. Đó, đọt non đang ra rất sung nè. Đó thì bên đây cũng đang ra đọt non rất sung. Nói chung gần trên đây thì Trung mới bấm nó cũng đã ra đọt non mà. Đọt non trên rất sung nè. Đó thì mới bấm lại cho nó chia cành ra. Đó, thì mình chăm sóc một tháng sau là các bạn bảo đảm nhìn không ra cái mai của mình luôn. Đó, tại nó bự sùm quá rồi. Còn bây giờ thì rất nhẹ nhỏ ha. Các bạn cái mai mà nó bộ đế nó mạnh nó khỏe thì các bạn chăm sóc nói chung là nó rất dễ chăm sóc, nó không, nó đơn giản lắm mà. Mình gì mình chỉ việc tưới nước bón phân thôi. Lỡ như này mình có bón phân quá liều nó cũng không sao, mà có tưới nước quá liều nó cũng sao, tại nó có bộ rễ mạnh nè bạn. Rễ mạnh thì nó có sẽ vượt qua hết. Còn rễ yếu mà anh em mà chơi bón nước quá nhiều là nó cũng đi luôn. Mà rễ nó dặn nói chung là bón phân quá nhiều nó cũng đi. Còn cái mai mạnh thì nó có thể lướt được. Nên hỏi em này, có nhiều anh em hỏi chung là làm sao quy một vườn mai mình bón con cây thì nó sung tốt, còn con cây thì nó bón xong rồi nó cùi luôn. Là do cái bộ rễ để nó không phát triển mà nó không có hấp thụ được phân ha. Mình bón vô là sẽ đi. Ở mai chung thì thường chung phái chơi phân hữu cơ. Hữu cơ này là phân BB. Chung phái xài phân hữu cơ nhiều nên mai của chung thì các bạn cứ yên tâm. Cây này là cây V63 ha. Nói chung là đã ghiền liền cốt 100% y như Merin mà. Cây này thì nhìn không biết mày ghép luôn. Nên là Merin 100%. Gốc thì rất già ha, nhỏ thì như nó có vỏ ha, nhỏ mình nếu rất già. Rồi chung cũng đo luôn con kẽm luôn ha. Cái này đo luôn con kẽm được cái 7 rưỡi bạn, đo luôn kẽm được 7 rưỡi ha. Còn chiều cao của em nó thì được 343. Anh em thấy cái bộ đế nè, nó nhỏ thôi chứ anh em thấy không? Nó già nó xù luôn rồi nè, thấy chưa? Đó, nó nhỏ nhắn thôi, chứ nó nhìn nó rất ok bạn. Đây. Nhìn nhỏ thôi, nhưng nó có vỏ ha. Cái này thì liền cốt rồi. Rồi dàn cành tàn thì tròn, ok hết. Đó, cành tàn chung nó tròn thì các bạn phải hiểu cái tròn là cho nó đúng từ ha. Cái tròn này chi là chi 1 chi 2. Ở đây là cái chi 3 bạn. Chi 3 ha. Chi 4 chi 5 nói chung là nó đều tròn cho phải đều tan chứ bạn thấy đừng thấy lá không bạn hôn nó tròn là không phải tròn mà. Nó tròn mình phải nhìn cái chi trong. Quan trọng là cái chi ha. Chi như nó thiếu chi. Cái này cũng có chi ra đều ha. Ví dụ cái chi này nhỏ thôi. Mà các bạn cho mấy cành này vừa quá cái chi này ép là nó sẽ thụt mất hành chi. Đó thì mai thì nó có cái tánh đào thải. Rồi nó không đủ sức nó phát triển thì nó sẽ đào thải ra bớt. Nên nó thiếu chi là gọi là thiếu chi, nó còn là lý do tại vậy thôi. Anh em mình chăm sóc cố gắng những cái cành vô kia ha, anh em mình sẽ bấm đọt nó cho nó vượt mấy cành trong ra thì đều cái mai và đẹp cái mai thôi. Nói chung cũng rất là đơn giản mà không có gì khó. Chung cho mai sắp mai thì chung thấy rất là bình thường. Còn cái vụ mà làm bông nó cũng rất đơn giản bình thường thôi, nhưng điều quan trọng nó có nở đúng tới Tết không là chuyện lớn mà. Nó nở đúng ngay ý mình không là chuyện lớn. Chứ mới có 27-28 Tết nó bung tè lè hết rồi nha. Còn cây trước mặt các bạn thì cái gốc rất già luôn ha. Gốc này là không có lỗi mà, nhìn cái này là cái mầm hồi xưa nó lên á. Lên nhìn mầm lên bấm cái mầm đi nó sần sùi y như cái mai già trăm năm vậy. Đó thì nó một em chân dài. Cành lá thì các bạn cứ yên tâm, cây nào của chung lá nào nó cũng chà bá lửa rồi. Cho nên không cần quảng cáo lá luôn. Đó, thì anh em nhìn thấy rồi. Chung sẽ đo luôn ha. Cái này thì công chung lòn vô con kẽm được, cho nên không đo con kẽm ha. Lòn vô con kẽm được. Hoành được 15 bạn. Mà thấy gốc rất bự ha. Bộ ghép đang kéo rất đỏ. Rồi cái lô này thì chung nhắc lại ha, là 400.000 một cây chưa có tiền ship ha. Ví dụ anh em mình mua 2 cây thì nó sẽ 880.000, còn anh em mua 1 cây thì nó sẽ 470.000 ha. Cây này hoành được 44 bạn. Rồi cây này là cây V464 ha. V64. Rồi đây anh em thấy dàn tàn không? Dàn tàn nó rất mượt. Vô cây này như anh em mà mình không có thời gian chăm á thì anh em mình cứ gì để vậy anh em mình bón phân xịt thuốc bình thường thôi thì nó sẽ ra nó sung thôi, chứ không cần phải làm gì bạn, không cần phải làm gì cho nhiều. Chỉ mua hũ N3M bón rễ, một hũ thuốc xịt sâu với bò chỉ và 3 hũ đầu trâu cho 3 chu kỳ 501, 701, 901 là chăm sóc được cái mai thôi, không cần phải quá nhiều. Anh em mình có thể mua thêm bịch phân hữu cơ BB, phân Dynamic gì đó, một ký nữa thôi, ký 30.000 nữa anh em mình chăm sóc cả năm. Thì nó 2 cây là rất đơn giản, không có gì khó. Nên anh em mình cứ đừng có quá làm dùng phân, anh em mình quan trọng là cứ phân hữu cơ anh em mình bỏ cho nhiều ha. Chẳng hạn như phân hữu cơ này, chung hay bỏ phân hữu cơ BB ha. BB với Dynamic chung hay bỏ thôi. Thì anh em mình hay bỏ phân hữu cơ vô cho nó phát triển mạnh, nó bù rễ, mình nuôi nó chung mai mình chơi mà. Mình đâu cần bao giờ xài vô cơ nhiều quá bạn, nó không tốt. Rồi, cái này vô chứ này, bạn thấy cái trên gốc không? Đó nó rất sàn sùi chứ không có lỗi mà. Dám bao bạn là chắc cứu không lỗi ha. Rồi, cái này là cái rồi tới cây V65 ha. Cây V65 là cây này có lỗi chắc nè. Cây này có lỗi nè. Cây nào có lỗi chúng nói có lỗi ha. Cây này có lỗi. Có lỗi mà các bạn biết sao bị lỗi không? Lỗi là do trên đây nè. Trên đây hồi xưa người ta để nắng mà. Nắng nó cháy rồi cái lớp da trên. Đó, nhưng mà điều nó đang phục hồi bạn, nó đang kéo ra là rất đỏ đó. Nên anh em cũng không cần phải sợ ha. Đây, anh em thấy này là kéo nè. Đó, đang kéo là rất đỏ ha. Đó thì lớp cây trái còn lớp trên này anh em thấy. Hoàn toàn không lỗi, đang kéo đỏ. Đó thì cái cây nên chung gốc rất đẹp á, gốc này rất ok luôn. Đó, gốc nhìn dàn gốc thì mình khỏi phải chơi bàn cãi hết. Nhưng điều có nó có cái chỗ này nắng quá phải che là chung tính để luôn cái mầm lên cho nó lên cái tàn mà che là luôn cái thân mình khỏi cần phải che. Nhiều lúc rồi nó nhiều quá cũng đâu không có nhớ che bạn. Cũng không có nhớ ha. nên nó bị nắng nó dọt thôi. Nên các bạn thấy mấy nhà vườn hay lấy cái vỏ dừa ốp vô hoặc là cái bao bố á, chùm cái gốc là lý do tại vậy nè bạn, không chùm là nó bị bị gì ha. Cái này hoành được 13 bạn. Đó, nếu các bạn không chùm nó sẽ bị dọp vậy á. Nó dọp vậy thì nó cũng không có ảnh hưởng gì hết bạn. Mình chăm sóc mai thì có nhiều người người ta chưa có dọp, như ta đục ra tránh dọp mà. Chiều cao em nó được 37 ha. Người ta cũng lấy đồ ta đục ra bạn. Như cái này nè, mình đục ra cái mình làm liễu á, mình chét keo đồ vô này làm chúng nó cho nó già nó thằng. Bạn thấy người ta gọt dấu làm cho cái mai nó già lên. Nên nói chung cái này cũng là không quan trọng. Rồi, trừ khi mà các bạn sợ nhất là nó bị khô nửa thân nha, khô nửa thân, nước thân là các bạn cây đó là chung đem quăng luôn, chung khỏi trồng luôn. Tại các bạn trồng tiếp sau nó cũng đi khô là các bạn không chơi được. Còn cái này là ăn dọp nó khác, còn nó khô là các bạn không chơi được nha. Khô là phải quăng thôi. Đó các bạn thấy cây này thì khoảng 1 tháng nữa các bạn thấy không? Này đọt non này. Đó đọt non đang phúng rất nhiều luôn. Chừng 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa là ok, nhưng điều anh em nên nhớ nha, những đọt non phun như vậy là anh em phải xịt bỏ chỉ trước khi như vậy nha. Nó vừa phun vậy là anh em xịt vừa rồi nè. Cái này thì chúng mới xịt thôi. Đó, xịt bỏ chỉ sau liền. Chứ nhưng ông nội nó không phái những cái đọt non này lắm. Đọt non này nó phơ mời lắm. Gặp vô là nó chớp đớp liền, đớp queo lá đầu lá liền. Rồi cái này là cây vê. Này bạn, cái đầu lá nó như vậy nè. Như vậy là ta gọi là sâu nè. Đó anh em thấy không? Đó, vậy là bị sâu thôi đúng không? Còn cái này chúng mới xịt rồi, anh em không có sợ. Đó nó bị cái nó mới ra là được non mà nó bị như vậy là anh em này, bị cái lá nó như vậy là anh em lo xịt ha. Nó rất lẹ, anh em nên trồng mai mình phải nghiêm hiểu cái mai bạn. Rồi tới cây V66 bạn. Đây cây V66 ha. Cũng em nói chung là bị lỗi bạn, bị lỗi cũng khơi khá nhiều. Bị lỗi hơi nhiều ha, nhưng điều gốc ra cũng rất bự rồi, rất đẹp luôn. Nên khơi cậy để chơi luôn. Có 400 thì nó không có đến cũng là vậy là ok lắm bạn. Mấy cái này là cái bo ghép của người ta là bằng ngón tay cái hết này mà. Bằng ngón tay cái hết. Ở trên đây thì các bạn thấy nó kia là kéo nè. Nói chung là bán đang kéo cái gần liền rồi. Đây có lỗ mà điều cái lỗ này thì chung là thấy nó lồi da rồi đầu ra nó dạng bít chứ không phải là người ta thét mà. Dạ nó lồi ra nè. Nó đang liền ra nên chung cái này sẽ rất dễ bị dễ bít ha. Nhìn nói chung là tương đối mình có thể mình nói không lỗi cũng được mà. Tại cái này thì nó không sao mà thấy nè. Nó tự nó lồi gì ra bạn, tự nó lồi da ra ha. Tự nó lồi da trong đó ra nó tự nó bít luôn. Chứ không phải là người ta chết. Đó. Thì mình có thể nói không lỗi được luôn. Cái góc nằm để dò qua thì cũng rất lạ. Rồi chúng tôi sẽ đo thông số luôn. Những góc này là nói chung là bự thì chúng mới lên ha. Cây này hoành được 15 bằng. Ngay chỗ góc này vậy rất bự ha. 15. Rồi cái chiều cao của em nó được 36. Mai của Trung thì các bạn thấy vừa hỏng Trung đã làm cái clip bón phân thì chúng mới bón thì nó sẽ bung đọt non đó. Đi về thôi. Anh em mình bón ra bón này nó bung đọt non. Bây giờ bung đọt non xong rồi anh em mình sẽ xịt sâu thôi. Cây này mới buông được non mà sâu nó đi chơi nè. Ủa qua trong xịt rồi mà. Sâu thì các bạn có thể dùng nhiều loại ha. Chẳng hạn như là thằng Bugate hay là Contidor. Nói chung là cái nào còn chơi được hết. Hoặc là thuốc sâu nào ở địa phương bạn có thì bạn cứ chơi thôi. Xịt vô là cũng rất đơn giản ha. Rồi cây này là cây V66 bạn. Rồi tới cây V67 ha. V67 cái gốc hoàn toàn không có lỗi mà điều gốc này rất đẹp bạn. Lúc này tôi thấy nó rất giống như con gì đang ngồi, nhìn rất đẹp ha. Thấy không? Đó, nhìn y cái con ngồi, hai mông đít đầu đầy đủ ha. Trước thì có 2 cái giò, ở dưới đây có cái rau. Đó, nói chung trên này đang kéo rất đỏ. Bo ghép thì chỉ bằng tốt thôi. Mình đều nhìn nó rất lạ bạn. Nó rất lạ ha. Hoàn toàn không lỗi luôn. Đó, nhìn rất đẹp ha. Rồi chúng sẽ đo thông số này luôn ha. Cây này thì chúng đo luôn cộng kẽm là được 12 năm bạn, 12 năm ha. Rồi chiều cao của em nó thì được 40. Đó thì Trung quay cho bạn xem. Đó anh em mình về cứ mới vô sâu về anh em mình nên xịt sâu ha. Cái này thì Trung mới xịt rồi, anh em mình không cần xịt nữa, chừng nào thấy nó ăn nữa anh em chơi thôi. Xịt sâu thì các bạn cũng phải đổi liều thuốc bạn. Đổi liều để nó bị lờn ha. Anh em nào cũng có không có biết cái hiệu sâu đó thì các bạn có thể kết bạn với Trung qua Zalo hay là để số điện thoại Zalo của các bạn ở dưới comment này. Chúng sẽ gửi cái hình ảnh cái thuốc qua cho các bạn, ra tiệm mà chỉ cần xì hình ảnh là họ bán thôi, không cần phải nhớ tên. Đó bạn thấy đọt non đang ra hết. Cây này nói chung là những cây này thì khoảng 10 ngày nữa thôi, 10 ngày nữa nó sẽ chà bá luôn. Bạn thấy đọt non đang ra rất nhiều, rất xanh, rất mướt luôn nè. Đó, rất nhiều đọt non ha. Đây. Đó, thì 10 ngày nữa thôi là nó sẽ mướt thôi. Rồi cây này là cây V67 ha. Rồi tới cây V68 ạ. 68 thì một em nằm dài, một em nằm dạ đó. Chúng đặt cho em nằm dạ đi. Mà thấy này em làm giả ha, hoàn toàn không lỗi bạn. Bộ ghép thì rất ok ha, đây hoàn toàn không lỗi ha. Những đây thì nó còn lại còn đế đây nhiều lắm, góc này xù, hình như dưới đây xù luôn bạn nè. Nhưng điều chúng không có môi lên bạn, mình không môi lên ha, mình đẩy cái gì đi cho anh em mình chơi chứ môi lên làm gì. Còn trên đây mà thấy không, nó rất đẹp ha. Những cây này thì các bạn không cần phải sợ phải chơi, nó nhìn cái rất ok rồi. Chúng sẽ đo thông số luôn. Rồi cây này thì chúng lòn vô con kẽm được nên chúng khỏi đo kẽm ha. Cái này mùa hoành được 12 bạn, hoành được 12. Chiều cao của em nó thì này thì được 47 ha. Cái này thì hồi xưa nó bị nấm hồng nhưng điều đã xử lý rồi, đã hết rồi bạn. Đó, nó đã hết nấm hồng rồi. Mình nhà đã sung rồi đó thì nó ok rồi. Nếu các bạn những cái cây mai mà những cái tọt đọt ra vậy mà nó vàng cái lá đó là các bạn phải kiểm tra ha. Mình có thể mình lấy cốc tấm lâm mình quét trực tiếp vô thì nó sẽ hết ha. Cái này thì đó cũng bị rồi, bị mà điều giờ hết rồi bạn. Nó ok rồi nên nó cũng không cần phải sợ. Rồi cây này là cây V618 ha. Nhìn nhà tàn mà thấy rất ok. Đó, lá này rớt luôn. Tàn rất ok. Rồi cây này cây V618. Rồi tăng cây V69 bạn. V69 thì một em cũng nằm dạ, mà em này em nằm trên chứ không nằm dưới bạn, nằm trên cao ha. Em nằm dạ, một em hình cong luôn. Hình cong có một bầu diều no, ăn no ốc nóc luôn. Đó, cái này thì nằm cong. Cái này hồi xưa mình đều theo chung ấy, chung làm chung cục nó qua chung làm thấy tác đổ ngon quá rồi. Bây giờ cái bo này nó bự quá bạn, bo bự của mình không có làm cục được. Muốn làm cục phải là mình phải nuôi lại, nói chung nó hơi cực. Mình thôi bây giờ để mình để chơi vậy đi ha, để chơi buồn cho nên nó nít rồi leo này ngồi chơi. Cây này thì hoành được 11 năm, gần 11 năm bạn, gần 11 năm ha. Còn chiều cao của em này thì rất khiêm tốn luôn, em này chỉ có 24 thôi. Rồi cây này là cây V69 bạn, đây một em nào nằm cao ha, V69. Rồi tới cây V70. Rồi V70 là cũng một em nằm dạ luôn. Đó, đa số là mai chung mai nằm dạ nhiều. Đó một em nằm dạ ha. Mà thấy gần gốc nè. Gần gốc rất ok đó. Nhìn rất đẹp mà. Hoàn toàn không lỗi ha. Đây. Bộ ghép đang kêu đỏ. Y như cái con gì đang ngồi thủ thế ha. Cái đuôi, hai giò trước đó, còn dư mấy cái râu. Nói chung là cũng hơi lạ đó. Nhìn cũng hơi lạ ha. Cái nhìn cũng rất đẹp nè. Thấy không? Thấy nhìn ok ha. Rồi cây này là cây V70 ha. Rồi chúng ta sẽ đo thông số cây này luôn. Cây này thì hoành được gần 11 à, gần 11 ha. Được cho hơi tính 10,05 đi, cho nó dư đi ha. Rồi chiều cao của em nó thì được 31. Cái cành tàn thì tròn. Cái cành tàn thì bằng không cần phải sợ. Rất tròn luôn, rất đẹp ha. Đó, đừng ngọn này chúng đã dựng rồi. Vì vậy mình về để về chơi chăm thôi. Đó, một em nằm dạ là em V70. Rồi tới một em V71 cũng là em nằm dạ luôn. Đó V71 ha. Nhưng em này thì ở trước nó nhìn gốc này. Đó, hoàn toàn không lỗi ha. Nhìn nói chung là những cây này thì chúng không có môi đới lên thôi. Chứ ở nhìn nếu môi lên này, ở dưới chắc chung nghĩ cũng nhiều cái đẹp lắm ạ. Nhiều đẹp lắm. Mình hỏi mình để ý gì đi. Chơi gì được rồi chứ môi làm gì. Cành tàn thì tròn, quan trọng là cành tàn tròn là ok chơi thôi. Chứ mình môi lên cao quá thì nó cũng hơi hiu. Có nhiều người thì thích chơi rễ nôm, nhiều người không thích chơi rễ nôm ạ. Nên chung làm cũng nói chung là đa dạng ha. Cây này hoành được 11 năm bạn. Rồi chiều cao của em nó thì được 41 ha. Rồi cây này là cây V71 bạn. Đây bạn thấy không? Ở dàn cành tàn. Nhìn rất ok, tròn lá bự, lá sung lá tốt lắm mướt không. Rồi V71 bạn. Rồi tới cây V72 ha. Đó V72. V72 thì một em cũng nằm dạ, mà điều em này thì nó bị cái lỗi sơ bên đây bạn. Lỗi sơ bên đây cũng như cơ chung nói vậy đó. Nó bị nắng mà. Nắng táp. Hào hoặc lấy con thì bò này, mà như điều nó tươi bạn. Không sao ha. Đó, nhìn nè, ở trên này nhìn rất đẹp ha. Đó, rất già. Đây. Trên bò ha. Đó, tiếng chung là những cây nào nó có lỗi thì chúng sẽ nó có lỗi. Một cái cây con nó nằm ở dạng cuốn mà, cuốn để hai giò sau này. Nhìn cũng hơi nó kỳ cục tí xíu, nó không giống người ta. Rồi cây này là cái hoành nó được 11 năm bạn, 11 năm ha. Rồi chiều cao của em nó thì được 37 luôn. Rồi cây này là cây V72 bạn. Đây, cành tàn thì ok. V37 ha. Ôi xin lỗi V72 ha. Rồi tới cái V73. Đây V73 thì một em hai giò chòm lên trước. Đó. Hai giò chòm lên bạn. Nhìn cũng hơi lạ ha. Em này thì cũng ok đó. Nhìn chung như cái góc này thì nhìn cũng nói chung nó có cái vẻ lạ của nó bạn, thì ra nó có hơi vẻ lạ ha. Chúng đo luôn con kẽm, cái này chúng đo luôn con kẽm là 12 bạn. Rồi chiều cao của em nó thì được 40 ha. Đó, thì em này nó cũng hơi là lạ anh ta, hai giò bịch trên trước. Cái này là các bạn thấy nè, ở dưới đây là ok không sao nha. Đó, hai giò ha. Đó, một ghép. Rồi cây này là cây V73 ha. Dàn lá thì rất sung, lá thì ok rồi. 73. Rồi tới cây B74 bạn. Hồi nãy hình như cây 74 này với cây kia là giống nhau nè. Hai cây y chang nha. Đó, cái gốc y chang nha. Hoàn toàn không lỗi ha. Dưới đây thì là bạn thấy đã đẹp lắm mà chụp không có môi lên đâu. Đó, nhìn ok. Này bên đây nè. Thấy chưa? Đó là lại dưới quả trà này. Thì mình không môi ha. Ở dưới đây này xù luôn ha. Rồi. Cây này là cây V74 ha. Cây này với cây 67 hình như giống nhau. Chết mày, trên đây có cái lỗ à. Có lỗ tí xíu đây mà. Này bạn. Này, cái lỗ tí xíu ha. Để cho bạn xem ha. Đây. Đó. Thấy chưa? Rồi, góc đi đây xù ha. Rồi, ủa trời mưa cầm cái chậu nào muốn chết, nói hết nổi luôn. Cây này chúng đo luôn cọng kẽm luôn là được 13 bạn. Đo luôn cọng kẽm 13 ha. Rồi chiều cao của em nó thì được 41. Rồi, đây là cây V74 ha. Ở dàn lá thì đang ra đọt non ở trên, đầu ở dưới đây đang đứng được non. Thì khoảng chừng nói chung là mai một tháng nó ra đọt non một lần, bạn cứ nhớ là được ha. Một tháng nó ra một lần. Chi thì này chi 1, chi 2, nói chung chi 3 thì mất tiêu rồi, chi 4, chi 5, chi 6 nói chung cũng đều ok. Mà chi này thì mình uống công làm ăn gian qua đây thì cũng rất đẹp, cũng không sao ha. Mắc hành chi. Cây này là cây 74 ạ. Rồi cái cây V cuối cùng là cây 75 ạ. Rồi cây cuối cùng ha, cuối cùng là cây V75 ha. Ở V75 thì có một cái cục bú đây. Cục bú rất bự luôn. Cốt thì gần liền rồi. Cốt thì ghép là gần liền luôn đây. Trước thì hai giò ha. Bạn nhìn phía này thì 4 giò ok luôn ha, 4 giò rất đẹp ha. Đó. Còn mình cái này thì có lỗi sơn ha. Còn phía bên đây thì cục bú này. Bú này. Một bú ha. Nói chung là hồi xưa cái cành bằng cái cành gì đó, hồi cài chặt cái nó bú ra nhìn nó cũng lạ. Đó, nhìn có cục bú. Bo ghép thì đây la gần liền mà, chỉ đại liền được 99%. Rồi chung sẽ đo thông số này luôn. Cái này thì chung đo trên nhỏ này là được 9 phân ha. Mình không có đo trục bú, mình đo bú thôi ăn gian. Bú thì nó có cái dưới đây nó có thêm cái cành như thế nữa. Nói chung nó nhìn cũng hơi lạ. Rồi cây này chiều cao của em nó là khiển tốn, chỉ được hai mấy thôi, chưa tới 30. Đây. Rồi giang ta ha. Em lỗi như điều đẹp ha. Rồi, Trung cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Trung xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Sau Trung sẽ làm những cái cây nói chung là đẹp lạ ha, cho anh em mình sưu tầm. Còn tại cái để anh em mình có đẹp lạ mà quan trọng rẻ khỏe mạnh ha. Rồi Trung cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Chúc các bạn một ngày chủ nhật thật là nhiều sức khỏe và thật là vui vẻ.